Xin chào các bác, nay bên cửa hàng nhà em, ngày 24 tháng 9 năm 2021, buổi sáng ngày hôm nay, bên cửa hàng nhà em nhận được 2 đơn hàng đến từ 2 bác khách hàng. Một bác khách ở Đồng Nai thì đặt một đôi loa bát 30 xương nhôm cam và một đôi phân tần loa, và một bác khách ở Vĩnh Long đặt một cặp loa bát 20 BM. Sau đây em sẽ đi vào giới thiệu và báo giá 2 đơn hàng này của 2 bác khách. Báo giá đơn hàng của bác khách ở Vĩnh Long đi. Bác khách ở Vĩnh Long điện về đặt một cặp loa bát 20 BM, hàng chính hãng của BM các bác nhá. Đây, hộp này. Con này có cái mã là 8AZ-630 này. Đấy, nó trùng với cả cái model, cái tem dán ở đây. Loa quá nhờ, tại vì ánh sáng 8AZ-630 này. Con bát 20 BM này 350W, chở kháng 8 ohm các bác nhá. Dòng này là cái bát 20 BM cao cấp nhất bên cửa hàng nhà em. Nếu mà bát 20 thì con này nó đứng đầu luôn. Gân vải. Bát 20 nhá. Bát 20 mà côn 51 cơ. Bát 20 BM côn 51 cơ. Thường thường bát 20 chỉ côn 36 thôi hoặc 38 thôi. Nhưng con này côn 51 nhện màu vàng. Từ dày chưa? Từ 140 nhá. Cái bích này, bích thép màu đen này. Bích trên, bích dưới này. Quá dày luôn. Con này nhưng mà con này xương ga. Con này xương ga. Cọc chạm nhựa. Cái hàng hàng của BM này. Số series dưới màng luôn nhá. Đôi bát 20 BM này bên cửa hàng em đang bán là 950.000 một đôi. 950 một đôi. Để chuyển qua đơn hàng của bác khách thứ hai, bác khách thứ hai là ở tỉnh Đồng Nai. Mình điện về đặt này, một đôi loa bát 30. Đây là bát 30 ZQ. Xương nhôm màu da cam. Khi các bác đi mua bát 30 ZQ thì đây là cái bản cao cấp nhất các bác nhé. Đây là cái bản cao cấp nhất. Nên các bác khi mua các bác chọn cái bản này cho em thì nó sẽ là hay nhất. Gân vải tẩm dầu. Màng rất là xịn luôn. Cặp này, nói chung cặp 20 này và cặp này cho các bác về chơi mọi dòng nhạc và hát karaoke thoải mái luôn. Và đặc biệt con bát 30 này các bác nhìn này. Đít lồi các bác nhá. Đây là cái bản 30 ZQ cao cấp, nó phải đít như thế này, bích thép nó dày cùng cộp như này quá nhá. Đây, bích trên rất dày, từ 190, nguyên từ 190, đánh uy lực lồi đồng cuối cạn, lồi đồng cuối đá luôn cho các bác. Côn 76 nhện màu vàng. Đấy, con này gân vải này, con này công suất dây vần khoảng 650W một cái cơ. Xương nhôm quá nhá. Đây là khi mua bát 30 ZQ các bác, cái bản xương này thì mua cho em. Đấy, bản này bản cao cấp nhá, bản này mới mua nhá. Đôi bát này bên em đang bán là 2.050.000 một đôi. Bát 30 nhá. Và bác này đặt một đôi phân tần loa để chơi cái cặp bát 30 màu cam luôn. Cái phân tần mạch phíp màu vàng. 4 tụ trắng sữa, 2 cuộn đồng. 2 chở nhôm màu tím. Bóng đèn chống cháy tép. Phân tần này cho ra cấu hình là một bát và một chép này. Input là đường nguồn này. Đôi phân tần này bên em đang bán là 700.000, 700.000 một đôi. Đấy, sáng nay nhà em nhận, sáng sớm nhà em nhận 2 đơn hàng của bác khách này thì nhà em sẽ đóng hàng gửi theo đường bưu điện về cho ý, gửi Viettel Post. Các bác cần những sản phẩm loa rời bát chép phân tần, đẩy lọc vang mic, vỏ thùng loa, loa súp, loa thành phẩm, liên hệ bên cửa hàng nhà em các bác nhá. Nhà em rất nhiều mẫu luôn, đa dạng mẫu mã. Liên hệ em nhá, nhà em có giao hàng toàn quốc, điện vào 2 số điện thoại nhà em. Em xin dừng video nha, hẹn gặp lại các bác ở video giới thiệu sản phẩm lần sau. Video 2 các bác nhớ ấn đăng ký kênh nhá.